Rồi thì cái cột á mọi người sử dụng tương tự cái móng á, mọi người cũng vào Kalos này, View này, Conal nè, chọn rectangle này đó. Ví dụ em triển khai cột này ha, em cũng chích cái view này ra đó chẳng hạn. Do nó nhỏ quá hình vuông á, do diện tích nó nhỏ quá đó. Rồi sau khi chích chi tiết ra, mọi người vô cái view này vô view đó, mọi người vô cũng có cái cột. Đó, một là mọi người trình bày riêng cái bằng cái cột để riêng vậy nè. Hai á là mọi người chơi kiểu nghe luôn, em làm nhanh đó thì em không có chích ra như vậy. Đây ví dụ đây đúng không, giả sử cái cột này em chơi lấy một cái session này đó, thông thường em dùng session quen rồi đó, đấy mọi người cắt qua. Đó cột thì sao dạ không, cột người ta chỉ dùng cắt dọc cột với cắt ngang cái cột thôi. Xong rồi câu tôi view đó ra là bằng mặt đúng cột này đó đúng không, cắt ra cũng như lúc mình tìm cắt luôn thì cái đó thì mình quanh nhìn nó tiện, nhìn trong máy vẽ nói chung là trình rồi trình bày cách nào cũng được. Xong rồi mọi người điều chỉnh cái view nó đi đâu đó, mọi người cho nó vô. Một là mọi người chích khô nào ha, xong rồi mọi người lấy đi, mọi người chích khô nào xong rồi mọi người cũng cắt qua đó. Hai cái là mọi người cắt thẳng trực tiếp luôn, cắt chẳng thẳng trực tiếp luôn thì cắt thẳng trực tiếp ở trên cái mặt bằng nó thường người ta ít để người ta, tại vì cái cột mà mình có tag tên trên mặt bằng này, mình có tag tên cột trên mặt bằng đó là người ta biết cái cột ở vị trí nào, nên mọi người cũng phải cần cái tag tên trên mặt bằng, mọi người tắt hết đi. Thông thường em nghĩ mọi người các system dễ hơn. Rồi các mặt các cột mà bây giờ nó có hết cái cột này đó, mọi người cũng tương tự mọi người chỉnh lại sao sao đó. Rồi giả sử chỉnh lại 150 đi, không mọi người tạo một cái mảng vẽ mới á, mọi người kéo nó vô thử coi nó có vừa cái khung mảng vẽ không. Ví dụ A3 phố mình đang là nhà phố La Ba, test nó thử. Đây 1/50 cũng chưa đủ lắm nhưng mà nó cũng vừa vừa đủ đó, thì mọi người nhắm 1/50 được rồi. Ok thì mọi người bắt đầu cái này mọi người triển khai nó vô lại đứng cột này, mọi người triển khai với tỷ lệ 1/50
hôm bữa lúc thấy móng em cũng nói trước mọi người đó, nên thử trước tỷ lệ để phòng trường hợp mà giả sử mình đi tác rồi xong rồi mình thay đổi tỷ lệ là mấy cái đi tác nó thay đổi theo rồi, thì mọi người cũng chỉnh lại mấy cái drop view and condition drop này đó, mọi người chỉnh sao cho nó hợp lý thôi. Rồi nó mà nó hiện cắt ra mọi người lại đọc view thôi. Đó, xong rồi mọi người dùng cái tên tương tự như cái ấy thôi. Bây giờ tới tên sàn này, tại vì mình cái cột này mình vẽ cột này mình bắt buộc mình, ví dụ như mình không thể nào mình vẽ luôn lên được cái cột là mình nên vẽ riêng mình cần thống kê riêng mình cần đó. Bắt buộc mình phải bố trí trong những trường hợp này đúng không mọi người, nếu mà mọi người phải triển khai mặt đứng á, nếu mà bắt buộc mình triển khai mặt đứng á, đây nè, ví dụ bắt buộc triển khai mặt đứng thì thông thường á, một là có hai cách triển khai, một là mọi người triển khai một cái cột thôi, triển khai một cái cột một tầng thôi, ví dụ như 1, 2, 3 cái cột giống nhau này, ba tầng giống nhau này, mọi người triển khai một cái cột thôi, lấy mặt đứng một cái cột thôi chẳng hạn. Thứ hai, nhiều khi người ta muốn xem hết hết cả mấy tầng luôn á thì hết, như trong cái này nè, thì trong cái nhà mình đó, cái file mình chỉ khai công trình đúng không, nó chỉ có hai loại cột thôi, một là cái cột tiết diện 300x200 là từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, còn cái tầng mái nè, riêng cái tầng mái là cái cột nó giảm lại là còn 200x200 thì mọi người chỉ khai hai cột đó, như này nè. Đó rồi cái này là mọi người trước là mọi người cho chỉ khai mẫu cái cột thôi, mọi người chỉ khai tầng nào cũng được. Đây, giả sử em chỉ khai ở tầng này thôi, em chỉ khai ở tầng 2, tầng 3 thôi. Đó. Rồi. Đây. Mọi người chọn cái cột này đi. Mọi người tích vô cái cột và mình đè trong mặt giấy mà cái view mình kéo lại nè. Đây là cái cột tầng 2. Cột tầng 1. Ủa? À, cột tầng 2. Thì mọi người qua 3D nè. Mọi người tích qua 3D. Mọi người không biết nó ở đâu quá. Ấn vô chuột phải nè, chuột phải lên màn hình đó, mọi người chọn select radius này, chọn lại cái mình đã chọn trước đó, đây cái cột này, rồi giờ mọi người dùng extension này, mọi người bố trí nó thôi. Đây mọi người chọn column này, đó. Đây trong cái này có cái đàn bích một độ đất nè, cái là bữa em nói mọi người đó. Thì mọi người ví dụ giả sử thay đổi cái gì đó, ví dụ nhấp vô cây nó ra ba cái không? Ờ, có thể là cái cây nó có cột tài chạy dài đúng rồi, chạy dài một là xóa đi làm lại, hai là cắt qua mặt đứng này, hai là ví dụ qua mặt đứng này có cái level này, có cái lệnh speed element này nè, có cái lệnh speed element này mình cắt cũng được, mình cắt xong ví dụ như mình cắt mình sợ mình cắt đúng rồi, mình cắt như đây này. Đó ra hai cột bắt đầu mình kéo xuống thôi, rồi giờ mình dùng extension ha, extension mọi người cũng vô một extension này, mọi người chọn phát bình này, mọi người chọn column, ví dụ như có một cái cấu kiện nào đó mọi người tạo ra mà nhớ cái thay của nó gì, là cái kiểu category là cái loại đối tượng của nó gì đó. Có nhiều khi là ví dụ mọi người tạo ra một cái cột tiết diện nào đó, tiết diện một cái cột
cột nào đó đi. Ví dụ như đây mọi người không dùng cột, mọi người cũng tạo ra một cái đúp cái, giả sử mọi người vô Edit Family đi, mọi người xem nó lại thành một cái cấu kiện móng vậy. Mọi người muốn muốn giấy thép có nhiều khi nó lại mọi người chọn cột nó lại không hiểu chẳng hạn. Thì ví dụ như giả sử mọi người đang không mua không biết nó là một cái cấu kiện gì đó, mọi người chọn cho automatic thì móc mình generator là tự động nó sẽ tìm hiểu nhận diện cái cấu kiện gì. Xong rồi mình ấn vô đây nè, nghe đi thêm hết đó, xong rồi mình ấy lại thôi, xong rồi mọi người bố trí thôi. Đó còn bình thường bây giờ mình biết rồi á, mình biết rồi trên sàn có mình column này. Cái thứ hai nữa bữa giờ cũng quên nói mọi người đây, giả sử ba cái cột này giống nhau rồi đúng không, em nói là mọi người triển khai một cái cột thôi, nhưng mà giả sử giờ mọi người muốn triển khai ba cái cột bằng luôn thì bắt buộc mọi người phải triển khai từng cái đúng không, mọi người triển khai từng cái nó lâu. Trong cái tính năng nó có một cái là ví dụ bây giờ mọi người triển khai xong chọn hết, chọn hết ép rồi chạy hết rồi nha, mọi người để một file nè, file này nó có cái mục cell cell nè đó, nó có cái mục cell vô file đó. Vô file chọn cell thì giờ mọi người lưu lại cái này nè, là cái dữ liệu giống như cái template hai cột đó, mọi người lưu lại đó. Xong vô đến hồi ví dụ vô cái cột tiếp theo này, vô cái cột tiếp theo này mọi người cũng chọn extension, quên nhầm, mọi người chọn extension chọn column, xong rồi mọi người chỉ cần open cái file lúc nãy mọi người đã save thôi là tự động nó sẽ mấy con số này thiết lập cái file trước luôn đó. Nói mọi người cái ba này tương tự bên kia, cái này là cái phần đai thôi, đai đây mình cho 8 này chẳng hạn. Xong rồi cái nhầm, cái ba là thép chủ, thép chủ trong này ví dụ mình cho đây 16 đi chẳng hạn. Móc thì cái thép cột thông thường mình ít móc. Number 3 cái này nè, mọi người để ý nè, cái NB là cái số thép trong khuôn này, cái NH là số thép trong khuôn này. Ở đây mọi người muốn bố trí thêm ba lớp đều đi, mọi người cho H lên là ba đi, mỗi bên ba đi, rồi mỗi bên ba là bố trí đều chu vi là ba cây đó, cho hai này là ba. Cái này là cái thép lớp dưới nè, nó hỏi mình có xài cái thép hai lớp không. Để ý đây đây này đó, xong rồi ví dụ ba cây mình tăng lên ba cây thôi chẳng hạn đó. Rồi tắt cái dynamic màu rồi, tại vì đỡ ví dụ có hai đỡ tiếng cột cái sình nó không có chạy lại đỡ được máy thôi đó. Rồi thì lúc này là cái thép đai nè, thép đai là trong đi 8 đi, nó cũng có cái để kiểu đai giống như trong cái phần dầm này. Rồi đây cũng có kiểu móc đai nè, móc một hai này. Đó cái thứ hai là cái lớp bê tông bảo vệ này. Mọi người chưa chọn lớp bê tông bảo vệ bên ngoài thì mọi người chọn bên trong này cũng được. Rồi cái thứ ba đó là cái này nè, cái này giống như trong cái dòng này, không biết trong cái cột nó có bị không hả? Cái đèn là chưa bốn cột nè, không không có bị, cái cột này không có bị cái dòng bị lỗi đó. Nhưng mà mọi người yên tâm đây, nó sắp ra bản đưa viết 2.18.3 hoặc là 2.19 rồi. Chắc nó sẽ viết thôi, không biết cái bản mới này nó ra sao hay không, nó là cuối tháng 4 á. Dạ không, cột mình vẫn có hai đoạn là chia 4 luôn, kiểu như đúng rồi, kiểu như cho cảnh cũng vậy. Nhưng mà một phần đó là theo cái này nhà dơ nhà phố nói, mà biết trong nhà không cần á thì hai hai nút người ta gọi là ngay chỗ nút khung á, hai gần cái đầu cột ta thường bố trí thép rất dày, có nhiều khi tính toán không cần như đó, nhưng mà theo bố trí cấu tạo kháng chấn á, bố trí kháng chấn là bắt buộc phải bố trí đai dày lên. SN nè, SN là cái khoảng đai ở giữa nè đó, từ ở giữa là giống như trong cái dòng ở giữa mình cho 150 đúng không, thì ở đầu hai dày đầu là ST nè, cho 100 nè.
Còn cái đạn LT này là cái đạn L chiêu 4 nè. Ví dụ như cái cột này nó tự nhận diện là L chiêu 4 là 1.2 luôn nè. Đó. Ờ, tầng của mình là cao bao nhiêu mét ta? Ờ, 3.4. Ờ, đúng rồi, nó nếu mà 3.4 là nó tự nhận diện cái lời L chiêu 4 là 1.2 nè. Đó. Ờ. Đây mọi người cứ sử dụng vậy đi. Đây Arsenal. Cái này là cái kiểu móc thêm đai này. Cái đai này đai móc thêm ở trong này. Có mấy cái dạng móc thêm ở trong này thông thường giống như có cái nhà cao tầng bố trí kháng chấn thì thường móc thêm, nhưng mà thường móc thêm kiểu này thấy trong bắt người ta móc thêm trong cột một ít đó. Nhưng mà cũng tùy, có nhiều người thấy cái trường hợp này bố trí này người ta hay sử dụng đó. Mọi người cứ thử đi. Xong đau lơ là cái thép chờ nè. Nó thép chờ mọi người thích để kiểu nào, nó có cái kiểu này uống cái này, cái uống là alpha nhỏ 1/6 uống nè. Thứ hai là cắt thép mà. Cái thứ ba là mọi người không chờ nè. Thông thường chỉ chừa xài trường hợp 2 với 3 thôi chứ đâu ai mà không chờ đâu. Nó ví dụ như cho cái trường hợp này đi, thép uống lên đi. Rồi nó hỏi có cái đạn đai trong cái đạn chờ đó không nè. Không có cái đạn đai nó cho dành cái cột ở trên mà hỏi vậy. Rồi cái đầu lơ nè. Là nãy ha. Nhưng mà lại này đúng không? Cái này không, à không. Luôn này. Ủa mọi người có tích vô đây chưa? Đó. Tích vô đây chưa? Mọi người sổ xuống không có hả? À. Ủa cái đó là tài đang bố trí một cây già đúng không? Không. Đâu nó tự hiểu chứ không phải đâu có đâu. Giả sử mình vẽ một cây cột riêng biệt nè, đây đây giả sử mình copy ra đây một cây cột riêng biệt cũng làm được. Tại vì từ 3 cây trở lên mình mới móc được cái hình dạng này. Cái hình dạng này đó. Thì phải mỗi phương từ 3 cây nó mới cho mới móc được cái đai. Đó mọi người phải chọn 3 cây cái đai đó. Xong cái này chọn kiểu móc đai. Đây là 150. Đây là cho 100 giống này. Đó đây. Có mà thôi mà cứ ấy tí nữa xóa hết. Chọn chọn cái đai này thôi, cái đai này đi nhấp trời. Xong rồi nó cho hỏi mọi người chờ bao nhiêu D nè. Thông thường nó để mặc định 40D nè, mọi người để 40D luôn. Đó, còn bao nhiêu D mọi người tính thì mọi người bỏ vô. Đó. Còn cái kiểu này thì nó nói chung là mỗi kiểu nó có cho lên mọi người lựa chọn nè. Còn cái đạn với đối với cái loại uống nè. Tại mà uống bẻ vô alpha nhỏ 1/6 á, nó có cho mọi người chỉnh luôn nè. Cái đoạn L1 là từ cái đầu cột cho tới xuống này là bạn bao nhiêu nè. Đó, cái đoạn L2 là cái đoạn dài bao nhiêu nè. Nói chung là mọi người nhìn hình nó sẽ thấy hết. Cái L3 là mọi người từ mép ngoài cột bóp vô bao nhiêu nè. Đó. Mọi người có thể điền hết.
rồi sửa làm cái loại này cho mọi người đúng không? Còn ok thôi, tắt cái, nhớ tắt cái đàn nút mô độ update rồi nha. Rồi bây giờ em xem thử một cái template này để xem luôn. Ok đó, thấy chưa, mọi người thấy em đây, đây mọi người thấy không, đó cột này đó. Nhưng mà thép cột nó cũng có một cái nhược điểm như thép dầm, nhưng mà đây ví dụ từ tới nó tới phần triển khai bây giờ đang sử dụng thôi. Này sau khi em giảm sửa cái cột này, em copy làm triển khai riêng đúng không? Em nói là một cột sai theo lại cái file template của extension. Bây giờ ví dụ em vô cột này đúng không, em dùng extension nè, em cũng column nè đó, rồi em file nè, em open nè, em chọn cái file này nè đó, mọi người thấy không, nó đây mọi người thấy không, nó chưa thiết lập. Mọi người thấy không, tự động nó hiểu cái thông số này thiết lập luôn đó, xem cái mẫu đó rồi cho mọi người ok thôi, kể đó giờ tự động triển khai này. Còn của mọi người xài mấy cái cột biên của anh Trung á thì triển khai nhanh, nhưng mà khi bố trí thép nó bị sai á, nó tại vì cái đường đực nó ở bên ngoài, nên khi mọi người triển khai á là nó sẽ đi, nó nằm cái thép nó sẽ nằm xung quanh cái đường đực, nó đi ra ngoài. Đó, mọi người triển khai xong mình mới cột. Rồi. Đây, bây giờ mọi người thấy xong mặt đứng rồi đúng không? Mọi người vô, mọi người sẽ tạo ra một khoảng cách. Mặt cắt ngang cột bây giờ này, mọi người cắt ngang. Được, nó nằm ở mép ngoài cột á, mép này nè, mép này bố trí nó sẽ nằm xung quanh cái đường lực á, cái thép nó sẽ nhảy ra ngoài, mà như cái cột không có bị đâu, nhưng cái cột cũng tùy à, nhưng mà cái cột cái dầm mấy cái dầm bị, nhưng mà nhiều cái cột lâu lâu nó bị thôi. Mình ví dụ như mình muốn chỉnh sửa đúng không, mình bố trí thép cho cái cột mà muốn chỉnh sửa mình tích cho cái cột á, modify này. Hoặc là mình bấm vô mình chạy lại luôn được, bấm vô lại column được đó, nó cũng có lại thông số mình chỉnh thôi. Session là em chỉ sợ là lưu ý của mọi người cái dầm nó dài quá thôi. Đây mà cắt, ví dụ đây mà đứt ra một cái đi là mà cắt cột như vậy. Tí như mọi người dễ lỡ có view quá, mọi người dễ lỡ view thôi. Rồi chọn tiếp theo nè. Rồi cắt ngang nè. Rồi đó, điều chỉnh nó lại xíu thôi. Đây mà cắt cho một phần 25 đi chẳng hạn. Một phần 20 được.
rồi sau khi cắt cột đúng không, cái này nó tự móc, cái này do đai rồi. Cái này mình chọn móc này sai rồi, móc này 135, móc này mình chỉ cần móc này mình móc một bên 135, móc 90 móc cái đàn đổi chỗ cái móc rồi có thể chỉnh nó tay nó lại được không mà thích cái đai giữa rồi. Có một cái lưu ý nè, đây mọi thấy rồi, cái thép nó bị rời rạc nè, thép nó bị rời rạc nè, đó, giống như trong chậm á, mọi người xong mọi người xóa đi. Rồi bây giờ giả sử mọi người chọn một cây góc nè, mọi người để fit number đi, còn nó fit theo phần nào, fit number đó, giả sử nó bị sai phương này đúng không, thì bắt đầu mọi người phải ấn đồ tay nè, rồi đây nè, chọn cái thép này ấn rồi nè, đó đây giả sử theo phương này đúng không, mọi người sai lại 45 độ nè, rồi mọi người xóa hai thép này đi, đó xóa hai thép này đi, kéo ra đó tương tự hai cái thép này á, thì mọi người cũng fit cái này cũng fit number nè, hoặc là giờ mọi người có thể xóa hết này đi, xong rồi mọi người từ ba thép trên mọi người copy xuống thôi. Không phải không cũng không phải là đúng thép anh, mình để rồi cũng được, mình để rồi nó vẫn tính ra đúng, nhưng mà trong quay trong tác thép á, tác hiện hình nó dễ hơn cho mình, không mình để từng cây không tác được, mình phải tác từng cây đó. Đây giả sử xóa luôn, đang copy xuống rồi, CC này mình copy đây xuống đây đó, xong rồi mình copy lên đây nữa đó mọi người, cái này thì mình cho lại là hai cây thôi đó. Rồi xong rồi bây giờ mình mới test hết, cái này mọi người có thể dùng MR nè, test nút ba cây này đó nè, xong mọi người tác qua bắt cái này thì một, đây là một lần mọi người tác theo cách này thông thường á, mọi người đừng có ấy theo kép á, đi ra ngoài mà ấy theo kép á người ta cũng sẽ nói, tại vì tiêu ít mà mình không thể làm theo kép được. Xong rồi ví dụ đây chẳng hạn, đây tương tự mọi người trên hai cái này đó, mọi người tác vậy đó, tác vậy đi. Thứ hai á là giống như trong kép đúng không, mình con hết lại, mình tạo một cái test đây, đây mình đây mình tạo test dùng lợi đó, mình dùng cái theo line á đó, mình dùng cái nó dùng cái theo line này, ví dụ mình tạo một cái đường theo line, đó mình tạo cái luôn mình vẽ đúng không, trong các khác trong các mình hay làm vậy nè đó, xong mình tạo đó, ví dụ cái này là trả để ví dụ vậy ha, xong mình mới tạo cái đường dẫn, hoặc là mọi người dùng cái đường dẫn hôm bữa đưa cho mọi người á, khác này lên chẳng hạn nè, có mọi người dùng cái đường dẫn đó đi chẳng hạn, cái này nó to quá, nếu mà nó to quá thì mọi người đứt đứt nó lên một cái xong rồi sửa, cái này không cần tên đâu, nó xong mọi người tiếp thôi. Ra đây
đó, xong giờ mọi người đánh vô thôi, xong mọi người đánh vô và cái sống dạ đúng rồi, ví dụ dạ đúng rồi anh, ví dụ như sáu cái thép này giống nhau này, bây giờ có bao nhiêu cột này, đó nó chỉ chọn cột với nhau là ba là C01. Lại bị lỗi mình có mấy cái nó không ra được hình dạng này. À do mọi người chưa chạy á. Mười mười hết này nó tự tính luôn. À do em triển khai cả cái cột này với lại cái cột này nè đó nên nó thống kê à, không cái cột không nói mà em triển khai hết cả cái cột này nên nó lấy thép của hai cái cột này, nó bỏ vô luôn á nè, còn chứ đây này, bên này là cái gai là cái số 4 này. Ủa? Đây giả sử ta là ba này thấy không, giờ nó cùng số hiệu rồi đó, đó nó đúng mà.
số 3. 3 là 6 8 8 thì 18 thì nãy là mình chưa xong. Đó vậy thôi. Rồi các bạn xem. Nhưng mà cắt 1-1 đó là của cái đứng đó mình cắt nè. Đúng rồi. Cái mặt đứng đây mà mình thấy. Mình đọc view thôi. Thế là mình chọn cái view tập thôi. Đó vậy thôi. Còn không, nhưng mà cái này em nghĩ mọi người làm. Nhưng cái này là nếu mà bắt buộc thôi, người ta bắt mọi người làm. Cứ tag mấy cái đi. Đó. Xong mọi người, cái đó một cách trình bày ha. Xong rồi mọi người cắt ba và cắt đi. À, 8-6 vậy ha. À, xong đây là một mà cắt ngay đoạn lời chữ 4 ở trên này đúng không? Đây cái này mình đặt tên đi, đặt tên cái mặt cắt hồi nãy là mặt cắt 1-1 C cắt 1-1 C200 300 đó. Xong rồi mọi người tạo tiếp một mặt cắt nữa đây, mặt cắt 1 đúng không, thì mọi người chọn cái chỗ này nè, giống như em nói là không nghĩ là cái à đây, đây cắt 1-1 nè, đó, cắt 1-1 nè, đây, xong cắt qua hai người, đó, đây, cho cái view nó nhỏ quá, nó kéo dài quá, đó. Xong là hai cái view này giống nhau nè. Chắc cái view này là người tôi view thấy nó vừa này đúng không? Tại một cái cột mà người chỉ cần cắt vào trước mà người hai cái này, cái dưới này cả. Mọi người chỉ cần cắt thêm một mặt đây nữa thôi. Cắt đây thì mọi người cắt riêng khác mà. Cái đoạn giữa khác mà riêng. Dạ. Đó xong rồi mọi người vô đây mọi người chỉnh sai thôi. Đó. Chọn lại chỉnh lại đi. Chọn lại thôi. Xóa cái thép này đi. Đây thử mọi người chỉnh cắt một mặt cắt thật qua đây xong rồi chỉnh lại xóa ra giữa đó xong rồi qua lại xóa đi rồi đây mọi người có ba mặt cắt này đây em thử làm rồi không đây là cắt 200 300 rồi triển khai thôi đây cái này mọi người chụp này mọi người copy quét hết đi mọi người chọn bỏ đi các sơ hơn bỏ đi các sơ hơn qua mấy cái 2D nè đó rồi mọi người qua lại cái 22 này à, quên nãy chưa quên mở copy bác sơn sơn play nè là sơn play là cùng vị trí như đó thôi đó khai nhanh thôi xong rồi ví dụ như có thép nó khác ví dụ như bên này là mấy chai thôi chẳng hạn gì đó nó khác thì mọi người chỉnh lại thôi đó xong rồi mọi người ra bản vẽ là một là cái mặt đứng này đúng không đó một là mặt đứng thì mọi người bỏ hai mặt cắt nó vô nữa ví dụ như bạn vẽ mà trống quá mọi người bỏ hai cột vô bỏ hai mặt cắt vô rồi đúng rồi quên mất cái nãy là cái này là mình thử nè giờ mình phải kéo mặt cắt 1-1 trước nè để cái vụ mà cái số thứ tự nó đỡ sai đó xong rồi mình kéo mặt cắt 2-2 trước nè đó thấy rồi cái số này nó mới hiểu là 2-2
đó xong bây giờ mình kéo mặt đứng vô nè đó rồi đó rồi còn còn màu sắc gì đó thì mọi người dùng giống như cái bữa em nói mà vô đây chỉnh nè xong vô đây chỉnh cái thông số cho thép á ví dụ chắc rồi đi qua sau đó xong rồi mọi người lại còn view nè view template mọi người chọn tạo ra một cái view template riêng cho mình đó tạo ra thêm đúng rồi tạo không còn không thì mình apply cái view template bổ vô phóng đúng không khác đó giả sử là bữa mình có một cái template nào đó đi chẳng hạn bữa mình có một cái template rồi chẳng hạn giờ mình apply vô đó thì mình chọn lại tên liền nha đó ok giả sử như đi xong rồi bây giờ mình từ cái này mình lấy rồi mình tạo ra một cái template riêng như đây là mặt cắt cột tỷ lệ 1:20 chẳng hạn đúng không đó ok vậy đi xong tại qua này nè đó qua này nè apply lại cái mặt cắt cột đó apply thấy chưa đó cái đó điều chỉnh lên đó apply lên đó chỉnh sang sao đó rồi xong mặt đứng cột cũng vậy mặt đứng cột mình apply à này không được cái này chỉ lại khác apply đi đó ví dụ mình có một viên đã sẵn rồi xong mình lấy lại xong mình tạo ra lại tạo tiếp đây là mặt đứng cột đi chẳng hạn đó cột tỷ lệ 1:50 ok lỡ tí nữa mình khai cột khác thì mình có mình xài đó trình bày thông thường ví dụ như mình bài rồi hết sàn xong luôn rồi đó này chưa triển khai tại vì khi này là cái này là nói chung là tại do nhập phố nên mình chỉ biết hết sàn đúng không triển khai một sàn đây 1, 2, 3 là ba sàn giống nhau triển khai một sàn ở hai sàn giống nhau nè triển khai hai sàn triển khai một sàn thôi mình nâng số lượng đó gán cái này cũng là mắc thôi mình nâng số lượng lên cái thứ hai á nên khi trình bày thêm cái gán một cái đi qua đây á box này. Đó mọi người tạo nè section box xong rồi ví dụ có hết sàn mọi người kéo rộng ra để cho nó thấy phần hết sàn này còn không mọi người để vậy thôi đó thấy cái hết sàn dưới còn không thích thì mọi người ẩn lập view tạo view ẩn hết sàn dưới đi đó cái view 3D này kéo sao nó cho hợp lý thấy đẹp thôi mọi người vô trong cái mảng vẽ thông thường chơi đây mình ví dụ bạn vẽ trống đó mình chơi hai cột thêm đây dưới một cột nữa đó lúc ra là 3D 3D cột 200 3D đó xong rồi cho vô là 2 vô chỗ còn 2 cột đó vô đây thấy quá thì mọi người chỉnh lại lại đó đi chẳng hạn đó dưới cột đúc ra dạy lại đây là đó không hỏi ví dụ như giả sử đây mình đang trình bày mẫu cái thôi cứ được vậy tại vì cái cột thì mọi người trình bày đây được dưới đây cái cột này đó cái thứ hai á đây là mọi người trình bày giống như mình
tay rồi trên nhà phố thì họ thông thường hay làm như vậy. Đó như trong cái cây một cái cột có cái cột đó đây cái này á là cái thật chất cái này nè thông thường bạn vẽ ví dụ mọi người tạo ra một cái cột cho mình đó đây mọi người đánh cái này đánh này thật mấy này là test thôi cái này là em vẽ riêng á này mình vẽ bằng 2D á mình tạo một cái bản vẽ ra xong rồi mình đánh là đi theo line nè cho anh nó tay theo line mình tạo nét riêng của mình á mình vẽ ra thôi đó kẻ ra cái xong này có luôn dạ được đó xong mình kẻ ra xong mình đánh mấy test này vô thôi còn riêng mấy cái mặt cắt này mọi người kéo từ các view vô như đây là mình triển khai nhanh nè ví dụ như đây là với cái cột mà đây này mọi người thấy không em để chung mấy cái đó nè cái 33 cái 11 cái 44 nè và thực chất cái tên mà cắt đối với khi mà mọi người triển khai theo kiểu của em kiểu nhà phố thì thông thường người ta cũng cần đứng đâu người ta cần mặt cắt thôi thì mọi người cũng không quan tâm đến cái mặt cắt là 1 1 2 2 3 3 triển khai sao cũng được đây cái cột dài bao nhiêu cột đây triển khai cột như này không là cột mình công trình có hai loại cột hơn một 200 300 cột 200 300 nè cắt ra một mặt cắt ở đây đó mọi người cắt ra xong rồi mọi người triển khai mấy cái mặt cắt thôi mặt đứng mọi người kể nó đứng mọi người tạo một cái view riêng mọi người triển khai mặt cắt thôi nè tương tự mọi người triển khai cho một cái cột đúng không rồi có một cái cột loại tiếp theo nè cột cái gì nhỏ hơn nè mọi người cũng đi thép rồi các kiểu thôi xong rồi mọi người cắt một mặt cắt qua tại vì thép nhà phố này em bố trí đều nè em bố trí đều nhà phố thì ta bố trí đều đa số như vậy xong nên nãy mới đây mới có cái vụ mà ba cái em cắt trùng chỗ này tại vì mọi người hiểu là sao hiểu ý em cắt chỗ rồi tại vì hai tầng này nè không em thật trước là ví dụ như em cắt trên này cũng được nhưng mà em đúc ra chẳng qua là em cầm ví dụ khi mọi người cắt một mà cắt thôi đúng không nó ra một cái chi tiết vậy đúng không em cứ bấm cho em đúc ra đó em bấm cho em đúc ra phải đúc ra ba cái nó cùng một vị trí đó thì tức là cái mặt cắt 22 là của cái cột trên này nè đó mà cắt 33 là của cái cột trên này nè đó là em có đánh ghi tên nè cốt cộng bao nhiêu trừ bao nhiêu nè đó mọi người thấy không đây đó mọi người thấy không em có cốt bao nhiêu nè đó xong rồi cái cột 200 200 là cái đó chỉ có một cái cột thôi là cái cốt trên này thôi em hỏi đi đó xong rồi em vô cái này nè cái này thì chẳng qua là em kẻ sẵn rồi xong cái em bỏ vô đó cái này là thực chất là test hết á test hết đó mọi người muốn tạo test thì mọi người vô Amo tay nè có chỗ test nè đó mọi người đánh vô mà ấn vô là nó cho mọi người test thôi đó xong rồi em kéo mấy mặt cắt cột vô thôi triển khai cái này là triển khai nhanh thôi á là phố á nhau có tuần phải triển khai đầy đủ cột vậy thôi à còn chẳng qua là cái mẹo triển khai vậy thôi thực chất mọi người triển khai có hai mặt cắt chứ mấy một này một cái này thôi còn hai cái này là đúc lên đó thực chất triển khai hai cái rồi
còn mấy đường này mọi người canh sao cho nó hợp lý hơn chẳng hạn, với tỷ lệ mọi người nhắm lên thông thường mọi người triển khai nhiêu, thì trong cầu khóa A3 thì mọi người chỉ triển khai tỷ lệ 1 người thôi, đó là vừa đủ cái khung này đó, xong mọi người kéo vô trình bày kéo lên kéo xuống cho nó, mấy này cũng đánh test luôn nè, đó đánh test hết, nói vậy thôi thấy trình bày sẽ đẹp hơn nếu mà mình làm thành phố. Bây giờ ví dụ như cái mặt cắt này đúng không, nè nãy giờ mình viết thay vì mình triển khai là 6 cây nó rời rạc nhau luôn, mình xóa hết mình để lại 1 cây thôi, xóa hết được mình để lại 1 cây thôi đó, mình để lại 1 cây đây này, xong rồi mình fit number ra, mà khi fit number đây đó, khi fit number ra là cái thép nó nằm theo vuông chéo đúng không, tài vô đây nè, tài vô tạo như cái thép nè, nó có cái lệnh rờ tay nè đó, xong rồi mình xoay thép đi đâu đó thôi, đó xoay sao cho đúng phương thôi, làm xay xong đó mình được một cái thép vậy đúng không, mình copy xuống thôi, cc ví dụ mình copy xem xuống ở giữa nè, ở giữa là 2 cây, fit bớt lại thành 2 cây đó thôi. Thì ví dụ như mình muốn test cái mũi tên chỉ hướng là vô 3 cây nè, mình dùng multi 3, còn không á mình muốn test từng cây nè, giống như cái vòng thép đai nè, nãy chưa nói mà test thép đai mình dùng TG là test bình thường thôi, là mình test 1 thanh nè đó, TG là test 1 thanh, còn multi là test được nhiều thanh đó vậy thôi. Multi mình chọn đây nè, multi linear, chọn linear nè. Còn có một cái này nữa nè, mọi người thấy đây em triển khai không, là cái này là trong một cột em triển khai một mặt cắt, thực chất cái này em triển khai hàng gian cũng không phải là triển khai ép đều đâu, em triển khai hàng gian á, mặc dù em triển khai ép đều nhưng mà ví dụ giả sử đây mọi người triển khai không phải là triển khai đây giả sử đây vẫn là đạn là chưa 4 nè, giả sử đúng rồi cái này vẫn triển khai là chưa 4, quên mất này là vẫn liên trai là chưa 4 này đúng không, giờ là chưa 2 này đúng không, nhưng mà em vô đây em có một cái mẹo đó là em dùng test nè, đấy em bỏ vô kéo xuống thôi em ký hiệu, thì thông thường ở bên ngoài nó cũng vậy, tại vì mình triển khai theo cách thiết kế theo của mấy ông thiết kế, thì mấy ông thiết kế cũng ký hiệu vậy thôi, giống như cái phần em nói thép dầm đúng không, thép đai dầm á, ví dụ có một cái dầm dài đúng không, thép đai thì người ta cũng đánh ký hiệu này. Không cái ông thiết kế ông bên sinh em ví dụ thiết kế đúng không, là cái thép dầm dưới đúng không, là đạn là chia 2 là chia 4 đúng không, ổng ghi đây nè, ví dụ 100 là ở giữa đúng không, cái 150 đó vậy thôi, đó đúng rồi, ở 2 đầu là 100, nói chung là tùy mỗi công ty người ta triển khai sao thôi, người ta ký hiện theo quy định công ty là cho mấy thằng triển khai một phần triển khai đó đúng rồi đó, có một số mẹo hữu thuật thôi cho mọi người. Cái này là mình đang đi từ Revit mà mình đi về cho nó giống kép á. Tại vì mấy ông bên ngoài giờ vẫn thần kép, mấy ông bắt hai như vậy. Đây còn mà mọi người muốn dùng sao mà test được một lúc 8 cây, em cũng có làm một cái clip luôn. Nhưng mà bữa em nói mọi người á, khi mà mọi người dùng cái tool nó mà test một lúc 8 cây nó ra được một lúc 8 cây luôn á thì nó lại bị lỗi. Đây mọi người lên cái kênh của em nè. Em có làm tính năng thép group để tạo tái thép dùng cái number này, mọi người nhìn này, đây thấy chưa, đây là 4 cây nè, mọi người thấy 4 cây rồi không, đó nó có 4 cây rồi ha, xong mọi người dùng tính năng thép group này đó, xong tôi mới dự chọn 4 cây, chọn ví dụ giả sử chọn 2 cây ở trên thôi, chỉ rút 2 cây nó còn rút 4 cây cũng được, thấy chưa, số lượng 3 rang hiểu là 2 liền,
giờ bắt đầu mới test đó. Bây giờ nó chỉ hiểu một cây thôi đúng không, do mình family mình chưa sửa biến, mình vô mình sửa family, mình cũng dùng cái biến của thầy dự á, thay vì cái quantity là số lượng đúng không, nó chỉ biến một cây thôi, mình vô thì sử dụng này, mình vô mình select chọn cái biến revive array á trong tuần thầy dự á đó, xong rồi bỏ này đi đó. Đó, ví dụ hiện tại đọc cài ok, xong rồi lát vô bây giờ nó tự nhiên có 2 cây, nhưng mà cái này nó có một cái nhược điểm là thống kê nó sẽ sai, không phải là vận hiển một cây mà cái này nó thống kê cái này đúng nhưng mà nó ảnh hưởng đến cấu kiện khác, tại vì em thử rồi, em làm nhiều mấy cái em hỏi một số anh luôn, anh kêu đúng là sai thiệt. Cái này là em phát hiện thôi, mấy người kia chưa phát hiện đâu, em trực tiếp em hỏi thầy dự luôn, thầy dự kêu cái này phải dùng cái biến gì đó, chẳng qua là thầy muốn hướng dẫn, tại vì cái này là ai muốn hướng dẫn phải trả lời 2 triệu, thầy chỉ sử dụng toàn bộ tôi cung cấp miễn phí, thầy cung cấp miễn phí nhưng mà mình tự tìm hiểu không có hướng dẫn, cũng có một số hướng dẫn nhưng mà không có hướng dẫn là dùng hỏi thầy á, thì với lại hỏi mấy ông thầy đệ tử thầy luôn, cho là dùng thầy biết các kiểu, nhưng mà không có biết cái phần này cũng mò chưa ra thôi, mọi người cứ test bình thường vậy thôi, cần phải test ấy đúng nó, mọi người test như vậy, test trên test dưới em thấy là đẹp lắm rồi, test trên 2 cây test dưới 2 cây bị gì à, bị đỏ cấn vấn đề còn cái ba lô nè, hôm qua nó rất quên mày với mày phát hiện còn nó rớt cái laptop rồi, ba lô đúng là hàng đồ lẻo